Thank you.
Có phải lúc nào cũng được ra chợ đâu, hôm nay có lễ đấy. Mới được gọi cho cụ ra chợ nhá. Chợ này chợ âm nhá. Mua gạo mua muối này mới được ăn chứ nhà các cô nhỉ. Hôm nay nhiều lễ nhiều bao này, các con không tiết tiền chứ khổ đâu. Có nhiều vàng nhiều đồ cho các cụ lắm. Hãy subscribe
nhiều lắm, con nhiều thiếu đâu. Có nhiều tiền, nhiều đồ, nhiều vàng, nhiều bạc lắm. Thiếu gì mà bà cô đấy nhá. Hôm nay các con này xăm lễ ở nhà ba, nhà quan, nhà thầy đó. Không lúc nào các cụ à, các con này khao tổ khao tiên cho các cụ. Ô, các con về cầu lộc đất lộc, cầu tài đất tài, cầu bình an được bình an nhá. À, các con không biết tìm lối đi đâu làm lễ à? Hôm nay mới tìm lễ đến thầy à? Phụ cho các con đi về kinh doanh buôn bán đất lộc nhá, bán hàng đất hàng nhá, bán chợ đất chợ. Hôm nay bán đất nữa, phụ cho các con kiếm tiền thưởng đôi đỉnh lứa đấy nhá. Hôm nay các con à, cũng có lễ mong mỏi các cụ phù hộ đấy nhá. À, cô đi hôm nay có nhiều tiền ấy, mua xe đạp, xe máy, ô tô đi nhá. Thôi chân đi cũng đi ra sông cải cũng đi ra mới. Ông thằng chữ cải sông cải chữ ba đăng. Cháu cải khôn lắm. Hắc mưa rồi không có tôi bố cải các con cháu bình an đi, may mắn đi nhá. Các con sắp bài, các con sẽ ra tiếp nha.